Kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể bà con có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, xã Quảng Nguyên là một trong các xã thuộc vùng 3 của huyện Xín Mần. Đường xá đi lại còn khó khăn nên kinh tế phát triển chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60% dân số. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư xây dựng, tuy nhiên do địa bàn xã còn rộng, một số các điểm trường và thôn bản chưa được chỉnh trang và tu sửa. Hôm nay rất vinh dự và may mắn được sự quan tâm giúp đỡ của nhà đầu tư, giúp đỡ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất điểm trường Khorom từ thời trang Biraksuri và nhóm các mạnh thường quân giúp đỡ xây dựng điểm trường cho các cháu học sinh điểm trường Khorom. Đến với buổi lễ khởi công ngày hôm nay, tôi xin trọng giới thiệu có các đồng chí, có bà Nguyễn Khánh Hà đại diện cho nhóm, đại diện cho nhóm để chia sẻ Bắc Quang và các thành viên trong đoàn. Có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các đồng chí lãnh đạo xã cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Các đồng chí nhiệt liệt chào mừng đại diện cho các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo trường tiểu học, trường mầm non cũng có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ngoài ra còn có đại diện các đồng chí lãnh đạo thôn bản, các tổ chức trong toàn thể thôn bản Khorom xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây xin trân trọng kính giới thiệu bà Nguyễn Khánh Hà đại diện cho nhóm thiện nguyện và nhà đầu tư lên phát biểu ý kiến, xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại diện, thưa đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, đồng chí Hoàng Ngọc Duy, Phó Chủ tịch xã, đồng chí Đặng Văn Tắc, đồng chí Xin Văn Long và đồng chí Lù Văn Phong, đồng chí Hoàng Văn Toàn, các đồng chí lãnh đạo xã và lãnh đạo thôn và ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và bà con thân mến. Hôm nay là một ngày rất là vui và rất là hạnh phúc với cá nhân tôi và tất cả các thành viên trong đoàn, và cái niềm vui đó được nhân lên rất là nhiều vì có cả sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo xã, của bà con nhân dân nông thôn và các thầy cô giáo. Niềm mơ ước của chúng tôi, của các thầy cô giáo đến hôm nay đã được thực hiện, và tôi mong rằng trong quá trình thực hiện thì sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, sự phối hợp của các thầy cô giáo, của bà con nhân dân nông thôn và đặc biệt là sự theo dõi sát sao của các đồng chí lãnh đạo xã. Thì kính thưa các đồng chí, chương trình tu sửa lớp học cho các em học sinh tại thôn Khorom được sự đầu tư tài trợ của thời trang Biraksuri và các mạnh thường quân, và người trực tiếp thực hiện kết nối và thi công công trình đó là nhóm thiện nguyện Bắc Quang sống để sẻ chia. Ở trong thời gian thực hiện chương trình tại điểm trường, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với bà con, phối hợp với lãnh đạo xã và phối hợp với lại
đội thợ thi công và bà con trong thôn để thực hiện tốt cái chương trình tu sửa lớp học, để chương trình của chúng tôi, của các đồng chí và của các thầy cô giáo và các em đạt kết quả cao. Đó là cái hình tượng chất lượng được hiện lên sau trong vòng 2 năm nữa. Thì đây là cái mong muốn của các thầy cô giáo và cũng là cái mong muốn của các em học sinh. Ở đây thì tôi cũng là một cô giáo công tác rất nhiều năm ở vùng cao. Những cái điểm trường khó khăn chúng tôi đã trải qua trong những năm qua rất là nhiều, không phải là 1-2 cái mà lên đến mấy chục cái. Những nhà tình thương mọc lên cũng rất là nhiều dưới cái sự kết nối và sự trực tiếp thi công của chúng tôi. Cho nên là sau cái chương trình hỗ trợ một gia đình khó khăn ở tại Quảng Nguyên thì chúng tôi cũng đã được các thầy cô giáo, các đồng chí lãnh đạo xã kết nối và cũng có muốn là chương trình sẽ kết nối và hỗ trợ tu sửa lớp học. Ở trong một thời gian, các đồng chí lãnh đạo xã, các thầy cô giáo, các em học sinh là chúng tôi sẽ làm và phải làm. Nhưng mà trong thâm tâm tôi thì khi mà chưa thể hiện được cái chương trình tu sửa lớp học tại đây cho các em có một cái mái lớp học rồi là một cái phòng học đúng ý nghĩa là một lớp học, thì cảm giác với bản thân tôi cũng rất là áy náy và cảm giác như mình luôn luôn nợ các em một cái lời hứa. Và cái việc đó hôm nay đến rồi thì bản thân cá nhân tôi cũng rất là hạnh phúc. Từ khi mà đề xuất với chương trình và các bạn đó đã nhận luôn chương trình này và hỗ trợ kết nối, rồi sau đó thì được sự phối hợp rất là chu đáo tận tình của các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí lãnh đạo thôn và các thầy cô giáo. Nó mong rằng sau một thời gian nữa thì cái lớp học của chúng ta sẽ hoàn thiện, và đây là cái bước đệm đầu tiên của chương trình nhóm thời trang Bé Đắc Sư Ri đặt chân tại Quảng Nguyên. Mong rằng sau chương trình này sẽ còn nhiều chương trình nữa, chuỗi chương trình thiện nguyện sẽ đến với Quảng Nguyên qua sự kết nối của nhóm. Hôm nay thì trong nhóm tôi thì các bạn cũng bạn rất là nhiều, chỉ có 2 chị em đến với chương trình thôi. Tôi cũng rất xúc động sự quan tâm, sự đã điều kiện của các đồng chí lãnh đạo xã, của các thầy cô giáo và bà con nhân dân ở trong thôn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, những người kết nối, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí. Xin chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ý kiến tâm sự của bà Nguyễn Khánh Hà. Xin chúc bà luôn có một sức khỏe dồi dào. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí ông Hoàng Ngọc Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên có đôi lời phát biểu ý kiến. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Kính thưa đồng bà Nguyễn Thị Khánh Hà là đại diện cho nhóm. Và kính thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo thường trực đảng ủy, thường trực ủy ban nhân xã và các đồng chí lãnh đạo ban quản lý phát triển thôn Co Đom và các đồng chí là ban giám hiệu của 2 cấp học trung học và tiểu học và mầm non và toàn thể các thầy cô giáo dự tại buổi lễ khởi công ngày hôm nay cùng toàn thể bà con nhân dân của điểm của thôn Co Đom. Trước tiên thay mặt chúc cấp ủy chính quyền địa phương chân thành cảm ơn cái sự chia sẻ, sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện và các mạnh thường quân đã đến với địa phương và đã có những cái nguồn lực để chia sẻ và hỗ trợ xây dựng cái và nâng cấp sửa chữa và nâng cấp cái điểm trường Cô Đom của xã Quảng Nguyên. Qua đây mong muốn rằng đã có cái sự hỗ trợ trước đây đã có cái sự hỗ trợ của một cái tài trợ cho cái nhà, một cái nhà của đồng bào thôn Quang Minh bị cháy, đã hỗ trợ xây mới, đoàn đã xây mới cho một cái nhà rất là khang trang, đã tạo cho bà con bớt đi khó khăn phần nào. Và từ đó thì đã đến khảo sát ở tại điểm trường thôn Co Đom và hiện nay đã thấy chương trình đã được thực hiện. Thì cũng mong rằng trong quá trình thực hiện thì thứ nhất là lãnh đạo giao cho ban quản lý phát triển thôn Co Đom và ban giám hiệu của 2 cấp học để chúng ta
làm sao cố gắng để thực hiện phối hợp để cùng với đoàn thiện nguyện thực hiện xong cái chương trình một cách kịp thời và đảm bảo chất lượng nhất. Ví dụ như là trong hỗ trợ về sức khỏe và hạnh phúc và chúc đoàn tiếp tục phát triển mạnh và hỗ trợ thêm cho xã trong thời gian tới, thì xã nên là một trong những xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn thứ ba, nên là còn thiếu thốn rất là nhiều về cơ sở vật chất cũng như là cái mặt sống đời sống tinh thần của bà con. Xin được chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Hoàng Ngọc Di. Vâng, đến dự với buổi lễ hôm nay thì có đại diện thôn bản là ông Xin Văn Long, bí thư chi bộ thôn bản. Xin sau đây xin trân trọng kính mời ông sẽ có đôi lên có đôi lời đáp lời về ý kiến của các nhà cục của nhóm thiện nguyện. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Trường, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thưa hai chị bên đoàn thiện nguyện, thưa các đồng chí là lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, đồng chí lãnh đạo hai trường học cùng một toàn thể đồng chí ngồi ở đây, thì cũng về đến giờ phút này thì tôi cá nhân tôi thì cũng thay mặt cho bà con nhân dân thôn, đại diện cho ban phát triển thôn thì cũng cảm ơn, có lời cảm ơn thật sự sâu sắc đến đoàn thiện nguyện, đặc biệt là hai chị trong chuyến công tác này. Vâng, địa bàn thì rất là khó khăn, thì đến thời điểm này thì cũng hôm nay tổ chức lễ khởi công để tu sửa lại cái nhà trường lớp học cho con em, thì tôi thay mặt cho ban quản lý phát triển thôn, tôi hứa với đoàn thiện nguyện và chính quyền địa phương sẽ phối hợp thật chặt chẽ với là ban giám hiệu hai nhà trường để huy động hết lực lượng ở trong thôn bằng sức lực để vận chuyển cái số vật liệu ô tô không thể vận chuyển lên và những trang thiết bị để phục vụ cho công tác xây dựng còn thiếu thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung. Như những gì có thể là bà con có thể cung cấp được thì chúng tôi sẽ huy động hết nhân lực, hết khả năng để đoàn có thể hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và theo như mong muốn của đoàn. Cuối cùng thì tôi không biết nói gì hơn, thì cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới đoàn thiện nguyện, một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, và mong rằng trong thời gian tới thì địa bàn chúng tôi thì rất là khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thì rất cao, đường xá đi lại rất khó khăn, mong sao là đoàn cố gắng liên kết là tham mưu cho các nhóm để tiếp tục có sự giúp đỡ đến thôn bản cơ sở tôi nhiều hơn nữa. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Mặt trời chói quá. Quay cái liền. Rồi. 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 Rồ